Cửa hàng âm thanh Bãi Tiến Audio Hải Dương xin hân hạnh kính chào quý vị và các bác, các anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc thân yêu. Thưa quý vị và các bác, trong ngày hôm nay, mùng 9 tháng 8 năm 2019. Thưa quý vị và các bác, các anh em, đây là một video clip lần thứ 2 em test hai đôi loa. Clip trước em test đôi loa JBL lới 800. Và clip này, trước cái máy quay, quý vị và các bác đang được nhìn thấy một đôi loa đến từ đất nước Nhật Bản. Đó là loa Pewler S99T. Thưa quý vị và anh em, đây là dòng S đã được biến đổi rất nhiều về các biến thể âm thanh. Thưa quý vị và các bác, các anh em, đôi loa này cao xấp xỉ 1 mét. Và cái chiều sâu là 37, 38 phân gì đó. Và cái chiều rộng của nó là xấp xỉ 30 phân. Đôi loa này rất nặng. Tổng thể em này nó nặng tầm gần 80 cân. B thì rất nặng luôn quý vị và các bác thân mến. Đôi loa này sử dụng thùng gỗ nặng. Sở dĩ nó nặng là bởi vì là thùng gỗ của nó trang bị gỗ nặng và dày, rất dày. Và đặc biệt cái củ bát lâm châm của cái dòng này thì các bác khỏi phải chê, nó quá to và có chiều sâu. Tức là củ lâm châm của nó đấy, đã to lại còn sâu. Tức là củ lâm châm của nó cực kỳ dài và sâu luôn. Trong tháo cái nội tất phân tần ra thì các bác nhìn nó thích luôn, gấu, cực kỳ gấu. Thưa quý vị và các bác, các anh em, một đôi loa trưng hay, nghe hay, bày đẹp. Em dạo này hay nói líu. Nghe hay bài đẹp, thật sự mà nói, nếu bài biện ở trong nhà nó rất đẹp và đặc biệt nó sở hữu dáng cây. Cho nên thể tích thùng của nó lớn và tiếng bát của nó ra rất mạnh và lực xa. Ấm cực kỳ lực luôn. Đôi loa này thì quý vị và các bác, các anh em có thể kết hợp 2 trong 1. Vừa nghe nhạc vừa hát hò karaoke ở trên đôi loa này nó rất hay. Nó sử dụng hai loa bát 20. Màng của cái dòng này nó là màng giấy tổng hợp các bác ạ. Màng giấy tổng hợp, một chất liệu giống như là màng carbon. Và gân của nó gân vải và sử dụng một loa check dome. Ở đằng sau đôi loa có hai lỗ thông hơi. Và có chức năng đánh cầu design cho những chiếc âm ni như đàn lâm. Có chức năng đánh cầu design. Thưa quý vị và các bác, các anh em, về thông số của đôi loa thì đôi loa này có cái công suất là 180W trên một thân thùng và trở kháng 6 ohm. Sản xuất tại Nhật Bản, Majin Japan. Rất là ok. Và đôi loa rất đẹp. Thật sự mà nói, hàng bãi như đôi loa này là quá đẹp. Đẹp gần như là không sắt sẹo, không tì vết. Anh em nhìn này. Riêng mà nói về mặt tiền của nó thì anh em không thể nhìn thấy một cái vết nào bằng cái tăm cả. Thật sự mà nói là như vậy. Chúng ta trưng dụng hàng thì tất cả các thứ là trưng bày thì chúng ta cũng yêu cầu cái mặt tiền của nó là đẹp. Đấy, các bác nhìn rất là đẹp luôn. Nói bổ là hàng bãi không có vết nào thì cũng không phải. Nhưng mà thật sự mà nói là cái vết của nó rất nhỏ xíu. Nó bằng cái tăm tí ti ở đằng sau này. Đấy, đằng sau thì các bác đấy nhìn thấy, em qua cái máy quay các bác nhìn thấy cái góc cạnh của nó cũng thẳng vút vần vụt luôn. Rất là đẹp. Đấy, có hai lỗ thông hơi và có chức năng đánh cầu design nha anh em. Đấy, rất là tuyệt vời. Em sẽ quay chi tiết sang bên này nữa cho anh em xem. Đấy, thẳng vút. Các bác thấy không? Các góc cạnh của nó thẳng tắp tầm tắp luôn. Đấy. Thì thoảng ở phía sau có một vài cái vết bằng cái, ví dụ như là bằng cái tăm. Thật sự mà nói là như chảy một tí. Cái đó nó không quan trọng các bác nhé. Những đôi loa này nó sản xuất ra từ năm 1988. Rất ok. Mà đến bây giờ thì qua nước ngoài người ta sử dụng rồi và người ta thải ra thì nó còn đẹp như thế này thì nó quá là ok rồi. Xin được bao zin cho toàn bộ. Nói về hàng bên em thì nói thật với các bác là không cần phải nói câu bao zin, vì em tuyển hàng luôn luôn bao zin cho anh em. Bán hàng online có rất nhiều vấn đề khổ mà các bác cũng không thể biết được cho chúng em. Thật sự mà nói là khi các bác mua một đôi loa hay mua bất cứ một sản phẩm nào, các bác đặt cọc cho bên em một chút tiền nào đó mà thôi. Xong rồi chúng em chuyển hàng cho các bác qua những tuyến xe như là xe khách hay là miền Nam thì đi bằng ô tô, đi bằng bưu điện. Thì qua cái quá trình vận chuyển vào trong đó các bác thấy đấy, là em
các bác được phép, tức là được quyền tháo hết loa ra các bác xem, zin thì các bác lấy, không zin thì các bác trả về em. Cho nên là nếu như chúng em bán hàng mà tuyển hàng không zin, nó sẽ xảy ra nhiều vấn đề. Tức là khi một đôi loa hay một thiết bị nào đó không zin thì các bác kiểm tra, các bác không thấy không zin thì các bác sẽ ngược vào hàng về cho bên em. Từ đó là mà em sẽ mang tiếng là cái thằng này nó bán hàng thế lọ, thằng này nó bán hàng thế kia, nó nói một đằng nó quăng một nẻo đấy, thứ nhất nhá. Và cái thứ hai nữa, khi hàng về thì chúng em lại mất cước phí. Ví dụ như một đôi loa như thế này thì tôi thật với các bác là cước đi cước về nó phải rơi vào tầm khoảng cước đi cước về nhá, nó phải rơi vào tầm gần 1 triệu đôi loa này. Đôi loa nặng như thế này mà cước đi cước về mà các bác kiểm tra hàng mà không zin thì ngược hàng về cho bên em tự nhiên mất 1 triệu luôn, gần 1 triệu luôn đấy. Các bác thấy nó không hề đơn giản một chút nào. Cho nên tiền em tuyển hàng về bán cho các bác cực kỳ kỹ lưỡng, và nếu mà nói về zin thì chắc trong cửa hàng của em không cần phải nói đến điều này, thật sự mà nói như vậy. Ở đâu bán hàng em không cần biết, thế nhưng mà bên em thì nói câu không zin thì hàng không zin không bao giờ tuyển về lấy về bán cho anh em đâu, anh em cứ an tâm. Và giá cả của bên em bán bao giờ cũng là hợp lý nhất so với các kênh và các cửa hàng bán ra. Đồ bao giờ cũng là chuẩn nhất và tuyển lựa hàng đẹp nhất để cho anh em chúng ta sở hữu và chơi. Bán hàng mong sao là lấy cái tiếng thơm, chứ không muốn là bán hàng mong một cái tính chất là bình luận vớ vẩn rồi nan giải. Tức là em cứ nói thẳng căng ra là không mang không bán một sản phẩm, không muốn là để lại cái tiếng thối. Thế là quý vị và các bác hiểu rồi. Mong anh em rất là thông cảm và cũng hiểu cho. Bởi vì có nhiều các bác hỏi bảo là tại sao những đôi loa về lo ở đằng sau ấy nó năn tăn. Thật sự mà nói là khi mà em test một đôi loa lên thì em cũng đã, hay là âm đi, em cũng đã quay cận cảnh từng cái góc cạnh một để cho anh em xem. Những đôi loa là quá đẹp thì em nói quá đẹp, thật sự mà nói quá đẹp. Còn những đôi loa nào mà bị lỗi ở chỗ nào hay bị sất ở chỗ nào em cũng quay luôn để cho các anh em biết trước khi mua. Nhiều các bác về bảo là ôi nó sắt bằng cái tăm. Thật sự mà nói là chúng ta lên mua bán chúng ta cũng phải lên là dễ tính một chút, bởi vì là để cho chúng em còn có cái nhịp thở. Thật sự mà nói là ví dụ như là bây giờ chúng ta dùng cái hàng, ví dụ như là nó là cái hàng ví dụ như này chẳng hạn, các bác sang bên Nhật bác mua từ trong nhà máy ra đấy, nó chưa qua tay người nào sử dụng thì các bác thấy thì nó đẹp đẹp, chắc là trong hộp thì không tìm vết rồi đấy. Con này cho nhỏ đây, bởi bố làm việc. Thế còn đâu này, những đôi loa này sản xuất ra là từ năm 1988 mà các bác về các bác bảo là ở đằng sau thi thoảng có vết năn tăn nhỏ xíu xíu này. Thật sự mà nói em cũng đến bảo là thôi bác, cái những đôi loa này nó là sản xuất bao năm rồi, qua cái quá trình vận chuyển này mong anh em cũng là thông cảm. Thật sự mà nói là nhiều bác đòi hỏi quá cao và quá kỹ lưỡng luôn, mà trong khi đó hàng em tiền lựa thì cũng là em một người rất là kỹ tính luôn chứ không phải là chuyện vừa các bác nhá. Thì thôi em nan man nói vậy thôi, mong anh em hiểu cho. Nói ít thì hiểu nhiều, mong anh em chúng ta thông cảm cho những người bán hàng như chúng em. Thật sự mà nói là như vậy. Bây giờ em sẽ đi vào báo giá cho đôi loa Peeler F99T này. Đây các bác này, tem mác này. Loa Peeler F99T. Đấy. Thì đôi loa này là nó có một cái giá là rất là rẻ tiền, rẻ hơn bên ngoài để cho anh em chúng ta sở hữu và đam mê chơi. Đôi loa Peeler F99T này có giá đẹp như thế này là 12 triệu đồng các bác nhé. 12 triệu đồng, giá này rẻ hơn mọi chỗ khác rất là nhiều trong thời điểm này. Thì em đang phối ghép đôi loa này với lại một chiếc âm ni Sansui AUD607X The Cat. Chiếc này thì nó quen thuộc trong cửa hàng của nhà em rồi. Chiếc âm ni này dòng hồi gỗ chỉ vàng, chạy 8 sò, công suất 230W, đánh được rất nhiều dòng loa. Thì nó là dòng âm đi như thế này thì các bác có thể ghép với xoan xui như đờ lông. Ghép với đờ lông thì nó sẽ khỏe hơn chút một chút nữa, như 890D đấy, nó khỏe hơn. Và tiếng của nó sẽ hay hơn vì nó cũng là đắt tiền hơn. Còn nếu chúng ta trưng dụng cái hàng mà nó vừa tiền thì như con xoan xui 607X The Cat này tiếng cũng đã rất là đỉnh rồi, rất là hay. Và giá là 7 triệu 500 ngàn đồng. Chơm đi nha các bác, xoan xui AUD607X The Cat 7 triệu 500. Và cái chiếc đầu nguồn phát là chiếc đầu Solidat 59ES có giá 6 triệu 2 anh em nhé. Đấy. Mọi chi tiết xin liên hệ vào số máy của Tiến Audio của em
0966 603 183, giao hàng toàn quốc các bác nha. Mọi sản phẩm báo giá không bao gồm cước vận chuyển. Thưa quý vị và các bác các anh nha. Bây giờ thì mời anh em cùng thẩm âm. Xin được cảm ơn quý vị và các bác các anh em rất là nhiều. Do video clip đã rất là dài cho nên em xin được tạm dừng clip ở đây. Mong quý vị và các bác các anh em rất thông cảm. Còn bây giờ xin cảm ơn và chào tạm biệt.